Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc biến tấm chân tình của người Ý thành cuộc chiến trên mạng vì đường lưỡi bò. Auro Cantoner, nữ họa sĩ được đại sứ quán Trung Quốc tại Ý cảm ơn trong bài đăng có bản đồ đường lưỡi bò phi pháp, đã bị tổn thương nặng nề và đã chính thức lên tiếng vạch trần sự thật. Cụ thể là vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, Đại sứ quán Trung Quốc tại Italy đã đăng trên tài khoản mạng xã hội Facebook và Twitter một bài viết về nội dung về tình hữu nghị giữa hai nước Trung Quốc và Ý, kèm theo bức hình minh họa, trong đó có bản đồ Trung Quốc với đường lưỡi bò phi pháp. Đây là hình ảnh tài khoản có dấu tích xanh của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý đã đăng tải hai bức hình vẽ lên trang Twitter, trong đó bức bên trái là tranh của họa sĩ Trung Quốc vẽ đường lưỡi bò xuyên tạc ở Biển Đông với những họa tiết nhiều điểm chấm. Bức bên phải được cho là tranh của họa sĩ người Ý tên là Aurora Cantona. Cụ thể, trên trang Facebook, tài khoản chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý đăng thông điệp được viết bằng tiếng Ý và có nội dung như sau. Các bạn có thể đã quên, nhưng chúng tôi luôn sẽ nhớ. Bây giờ chúng tôi sẽ giúp các bạn. Xin cảm ơn hai nghệ sĩ tuyệt vời Aurora Cantona và Quân Chính Bình, cố lên Italy. Bên dưới là hình ảnh hai bức vẽ, một bức có bản đồ Ý và hai nhân viên y tế mặc trang phục hình quốc kỳ của Ý và Trung Quốc cùng nhau nâng đỡ bản đồ. Bức còn lại là bản đồ Trung Quốc và hai nhân viên y tế mặc trang phục hình quốc kỳ hai nước cũng cùng nhau nâng đỡ bản đồ. Hình ảnh trên gợi nhắc lại việc người Ý đã giúp đỡ nhân dân Trung Quốc tại trận động đất ở Mân Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên vào năm 2008. Và giờ khi Ý đang chứng kiến dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lan rộng trên toàn quốc thì là lúc Trung Quốc hỗ trợ Ý đối phó dịch bệnh để đáp trả ân tình. Bài đăng tương tự cũng xuất hiện trên tài khoản tweet của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý. Nhưng điều rất đặc biệt là hình ảnh đường lưỡi bò đã xuất hiện rất rõ ràng trên bản đồ của Trung Quốc. Và Trung Quốc đã lợi dụng dịch viêm phổi Vũ Hán để tuyên truyền chủ quyền phi pháp tại Biển Đông và gây căm phẫn trên toàn thế giới, đặc biệt là trong những người Việt. Đây là hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp chèn vào phim hoạt hình Người Tuyết Bé Nhỏ. Các bức vẽ truyền tải thông điệp tương thân tương ái, tinh thần hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa hai quốc gia trong những tình huống khó khăn. Lẽ ra thông điệp này sẽ là một điều tốt đẹp nếu bức vẽ bản đồ Trung Quốc không có thêm đường lưỡi bò phi pháp với màu vàng nổi bật. Đường lưỡi bò này đã bị tòa trọng tài được thành lập theo phụ lục thứ 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 UNCLOS bác bỏ trong phán quyết vào hồi năm 2016. Trung Quốc đã nhiều lần tìm cách tuyên truyền đường lưỡi bò phi pháp trong các ấn phẩm văn hóa như tranh vẽ, phim ảnh hay trong các ấn phẩm giáo dục như sách giáo khoa, bản đồ. Gần đây Trung Quốc đã tuyên truyền bất hợp pháp chúng trong phim hoạt hình Everest, tức là Người Tuyết Bé Nhỏ. Và cộng đồng mạng Việt Nam đã nhanh chóng phát hiện âm mưu tuyên truyền đường lưỡi bò phi pháp của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Sự kiện nhanh chóng đã tạo làn sóng chỉ trích, phản đối trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh bài đăng của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý vẽ đường lưỡi bò phi pháp và nhận được sự phản đối của nhiều tài khoản có tên người Việt. Cộng đồng mạng Việt Nam đã bức xúc mạnh mẽ trước bức hình có đường lưỡi bò phi pháp. Bài đăng của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý nhận được nhiều bình luận phản đối, tuyên truyền thông tin sai lệch, đồng thời người Việt Nam qua đó đã khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Hàng nghìn người để lại bình luận bằng cả tiếng Việt, Trung và Anh, yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc tại Italy là Ý đính chính thông tin. Họ chỉ trích việc Trung Quốc lợi dụng bệnh viêm phổi Vũ Hán để tuyên truyền bản đồ phi pháp. Một số người nổi tiếng như Châu Khải Phong, Natalie, Vũ Mạnh Cường đã để lại bình luận khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và kêu gọi fanpage được gỡ hình vẽ sớm như có thể. Và một số người khác còn cắt bỏ đường lưỡi bò trên hình vẽ và gửi lại cho fanpage này. Trước phản ứng dữ dội từ người dùng Internet ở Việt Nam, vào chiều ngày 17 tháng 3 năm 2020, tài khoản Facebook của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý cũng đã đóng cửa. Tuy nhiên trên trang tweet, tài khoản của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý vẫn giữ nguyên nội dung với bức tranh có bản đồ đường lưỡi bò. Người dùng Việt Nam tiếp tục vào bình luận và yêu cầu đính chính thông tin. Từ khóa Trung Quốc hãy ngưng giả dối,
thậm chí lên top 3 phổ biến với hơn 2.000 lượt tweet. Tuy nhiên, do bị hiểu lầm là tác giả của bức tranh có hình lưỡi bò mà nữ họa sĩ Ý Audrey Cantanton, người được cảm ơn trong bài đăng của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý, đã bị vạ lây và tổn thương tinh thần nghiêm trọng trước những chỉ trích của cộng đồng mạng Việt Nam. Cô đã phải lên tiếng vạch trần sự thật. Đây là hình ảnh Aurora đã đính chính sự việc trên trang cá nhân của mình. Nữ họa sĩ người Ý Audrey Cantanton lên tiếng trên mạng xã hội và trên Instagram khẳng định bức vẽ bản đồ đường lưỡi bò phi pháp gây xáo trộn, xôn xao mới đây không phải do cô thực hiện. Trên dòng chia sẻ dài, Audrey Cantanton đã viết như sau: "Tôi là Audrey, có lẽ trong những ngày qua các bạn nghe nhiều về tôi. Tôi là người đã tạo ra bức vẽ đại diện bản đồ nước Ý. Trước hết, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi, tất cả các bác sĩ. Tôi muốn cảm ơn tất cả bằng tình yêu, sự tôn trọng đối với đất nước của các bạn. Tôi cảm thấy hạnh phúc với bức vẽ. Tuy nhiên, tôi nhận rất nhiều tin nhắn chỉ trích xúc phạm liên quan đến bức vẽ có hình bản đồ của Trung Quốc. Làm ơn hãy dừng lại. Bức vẽ đó được thực hiện bởi một họa sĩ Trung Quốc mà tôi chẳng biết anh ta là ai. Anh ta đã lấy bức ảnh của tôi và chỉnh sửa lại thành ảnh đại diện cho Trung Quốc trong khi tôi chẳng hề hay biết gì. Tôi không hề làm việc này dựa theo yêu cầu. Điều duy nhất tôi thực hiện là vẽ hình ảnh đại diện cho hai bác sĩ đến từ Trung Quốc và Ý nâng đỡ bản đồ Ý. Các bạn có thể thấy rõ tôi đã để lại chữ ký của mình trong bức ảnh, bức bản đồ Ý, bức còn lại thì không. Tôi quá mệt mỏi khi đọc những lời lăng mạ, vì thế xin hãy để sự thật phơi bày. Bức vẽ đó không phải của tôi và người họa sĩ kia phải nói rõ việc đó. Tôi không biết địa lý đất nước của các bạn. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao vùng đất trên bức vẽ đó được thể hiện bằng những đường đất nét. Tôi chỉ muốn cảm ơn các nhân viên y tế, người Ý và người Trung Quốc những trong những ngày thời kỳ này đang giúp đỡ đất nước của tôi." Và nữ họa sĩ người Ý cũng kêu gọi động thái lên tiếng từ phía họa sĩ người Trung Quốc để sự thật được sáng tỏ. Đây là hình ảnh nữ họa sĩ Audrey Cantanton. Đây là hình ảnh trên trang Facebook cá nhân của cô. Cô cũng thẳng thắn chỉ trích nghệ sĩ Trung Quốc người cố tình thực hiện bức vẽ sai lệch như sau: "Nghệ sĩ vẽ tranh phiên bản Trung Quốc nên lên tiếng khẳng định rằng hình minh họa đó không phải của tôi, anh ta có đang khiến tôi trông như một con quái vật, trong khi tôi thậm chí không biết tại sao mảnh đất đó lại bị loại trừ, tôi không có ý định gây hấn." Không chỉ đăng đàn phản pháo Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý trên Instagram, nữ nghệ sĩ còn chia sẻ công khai bài viết với nội dung tương tự trên trang Facebook cá nhân. Sau khi đăng tải, bài viết thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận, đa số ý kiến bày tỏ bất ngờ trước sự việc. Sự xảo trá của nhà cầm quyền Trung Quốc đã được phơi bày trước cộng đồng quốc tế. Bức tranh nguyên gốc mà nữ họa sĩ người Ý đã vẽ với mục đích bày tỏ lòng thành trước sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía Trung Quốc đối với Ý trong việc chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây cũng là món quà mà nữ nghệ sĩ Audrey Cantanton dành tặng đội ngũ y tế cũng như những cá nhân đã đóng góp xã hội cho cuộc chiến chống đại dịch. Bức vẽ nguyên gốc là hình hai nhân viên y tế Ý và Trung Quốc cùng nâng bản đồ nước Ý có chữ ký của nữ họa sĩ. Bắc Kinh đã dựa trên ý tưởng này để thay bản đồ nước Ý bằng bản đồ Trung Quốc có đường lưỡi bò. Và qua sự việc trên, cộng đồng mạng của Việt Nam có lẽ cũng sẽ rút ra được bài học cho mình, vừa để thể hiện được sự văn minh trên mạng, vừa góp phần bảo vệ được chủ quyền biển đảo trước sự bất minh của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc. Đây là hình ảnh trong trận động đất tại Tứ Xuyên vào năm 2008. Trung Quốc đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của nước Ý để khắc phục hậu quả, ổn định lại cuộc sống cho người dân ở đây. Chia sẻ với truyền thông quốc tế, nữ họa sĩ người Ý kể lại như sau: "Tôi nhận được những tin nhắn vào buổi sáng sớm ngày 17 tháng 3 năm 2020. Tôi thức dậy và Facebook tôi tràn ngập những tin nhắn tuyên truyền mang tính chất chính trị của người Việt Nam. Một số mang lời lẽ rất xúc phạm, sỉ nhục và phỉ báng. Một số người còn bảo tôi đừng bao giờ vẽ nữa. Điều đó thực sự khiến tôi tổn thương vô cùng vì không hiểu sao người Việt Nam lại giận dữ với tôi đến vậy." Cô cho biết, "Trong 3 ngày liền tôi không thể ngủ được và đầu đau dữ dội. Tôi rơi vào hoảng loạn. Tôi rất đau buồn khi mọi người chỉ nhìn vào bức vẽ khác, vốn không phải là bức vẽ chính xác. Tôi không biết là may mắn hay thất bại hay bất hạnh, vì tôi là người rất nhạy cảm.
từ ngữ luôn có trọng lượng đối với tôi, ngay cả khi tôi không biết đến họ. Cô nói như vậy. Cũng có thể qua sự việc này, một số người trong cộng đồng người Việt Nam cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin, hành xử văn minh trên mạng để tránh lặp lại trường hợp đáng buồn vừa qua. Tấm chân tình của một nữ nghệ sĩ Ý dành tặng cho đội ngũ bác sĩ Trung Quốc đến hỗ trợ đất nước Nam Âu trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ngày một phức tạp đã bị nhà cầm quyền Trung Quốc chà đạp một cách không thương tiếc, chỉ để phục vụ cho mục đích tuyên truyền đường lưỡi bò phi pháp trong âm mưu bá quyền ở Biển Đông. Ước mơ chính đáng của một người nữ nghệ sĩ trẻ chân chính như Aurora là lấp đầy cuộc sống của mình và mọi người bằng màu sắc nhờ vào những bức vẽ của cô đã bị chính trị hóa bởi mưu đồ đen tối từ Bắc Kinh. Các bạn vừa xem chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de. Và chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.